với các con, chúng ta về làng cổ Đường Lâm có 250 nhà cổ được nhà nước xếp hạng quốc gia nhưng nằm rải rác ở 9 làng khác nhau. Đây là trung tâm của làng cổ, gọi là làng Mông Phụ, có 3 loại hình nhà cổ. Thứ nhất, nhà cổ của nông dân, tức là những người địa chủ xưa kia, còn nông dân nghèo chỉ có nhà tranh, vách đất. Nhà cổ thứ hai là của thương gia và nhà cổ thứ ba của quan lại. Các con đang ngồi đây là nhà cổ của cụ quan đốc học tỉnh Sơn Tây. Quan đốc học tức là tương đương với giám đốc sở giáo dục ngày nay. À, dạ. Mỗi loại hình nhà cổ có đặc trưng khác nhau. Nhà cổ tiểu khoa 3 gian 2 dĩ, gian tính từ cột này đến cột này là 1 gian, dĩ là nửa gian. Nhưng các con chỉ nghe thấy từ 3 gian 2 trái. Trái tức là mái nó bắt ở trên nóc nhà, chéo xuống chân tường gọi là trái. Đây là nhà cổ trung khoa 5 gian 2 dĩ, 3 gian ngoài đây để thờ tổ tiên và tiếp khách, 2 bên gian trong để sinh hoạt, mỗi bên làm thêm nửa gian gọi là dĩ. Còn nhà cổ đại khoa 7 gian 2 dĩ. Tất cả nhà cổ của làng cổ Đường Lâm đều mang đặc điểm chung của nhà cổ vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đặc điểm chung đó là đều làm gỗ quý và lợp ngói di, là ngói nhỏ xếp như vảy cá. Quê nhà cô gọi ngói mũi. Nhà quan, cụ tổ nhà cô xây dựng ngôi nhà này từ năm 1674. Cụ tổ nhà cô là tổng binh quan. Tức là cụ cô không dám so sánh với bác Võ Nguyên Giáp. Nhưng cụ nhà cô điều hành mấy vạn quân từ Thanh Hóa đánh ra Đại La, rồi cụ đánh lên Sơn Tây và cụ dừng chân ở vùng đất Địa Linh Nhân Kiệt này. Cụ tổ nhà cô đánh giặc thời kỳ nước ta nội chiến giữa đàng ngoài và đàng trong. Đàng ngoài vua Lê chúa Trịnh, đàng trong là chúa Nguyễn. Nhà quan được vua ban kích thước cho nên ta thấy nhà quan cao giáo thanh tao. Những nét chạm trổ của nhà quan đơn giản nhưng rất đẹp. Gọi theo thuật ngữ nhà cổ, đây là ngạch cửa, đây là ngưỡng cửa. Ngạch cửa của nhà quan cao, lý do cao, khi khách tới nhà tỏ lòng tôn kính với chủ vừa bước vừa cúi. Nhưng chúng ta đến nhà nông dân thương gia thấp đến đây bởi vì chúng ta hiểu dưới chế độ phong kiến có sự phân chia giai cấp rõ ràng. Mái nhà nhà quan cao, đây mái nhà có người ta ví tới cửa quan thì nhà cao cửa rộng. Mái nhà nhà nông dân thương gia thấp xuống 30 phân, đòn đỡ mái hiên lên. Nhà cổ gọi là tiền kẻ. Tiền kẻ của nhà quan được chạm trổ những hoa văn nhưng không được chạm rồng. Nhưng chúng ta đến nhà nông dân thương gia là cây gỗ trơn. Cánh cửa nhà quan một tấm, gọi là cửa cánh phố. Nó có những thuận tiện khi trò đến đây học nhất ra làm bàn, trò nghỉ lại nhất ra làm phản. Nhà có gỗ nhất ra làm bàn ăn. Nhưng chúng ta đến nhà nông dân thương gia cửa được đóng kiểu này, gọi là cửa bức bản. Đấy là vài nét về nhà cổ ở Đường Lâm. Quá tuyệt vời. Còn cụ quan nhà cô, cụ nhà cô tên là Đỗ Doãn Chính, đốc học tỉnh Sơn Tây. Cụ là hậu duệ đời thứ 5 của cụ tổng binh quan. Cụ tổng binh quan là quan võ, cụ đốc học là quan văn. Cụ đỗ tiến sĩ năm 1850 và được vinh danh ở văn miếu Quốc Tử Giám. Ồ, tuyệt vời quá nhỉ. Vinh dự hơn nữa, dòng họ Đỗ Doãn nhà cô lại được vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn năm thứ 11, đây hàng chữ thập cô đọc. Bảo Đại thập nhất niên xuân, tức là mùa xuân năm thứ 11, vua Bảo Đại lên thăm Sơn Tây, có ban tặng cho dòng họ Đỗ Doãn nhà cô ba chữ đặt từ phải qua trái: Phúc, Thọ, Gia. Gia là gia đình. Cả vùng Sơn Tây này có nhà cô là được vua ban chữ. Còn bức hoành khi phía trong, bút tích của cụ nhà cô, cụ nhà cô viết dưỡng tâm am. Các con nhìn chữ am, chữ thứ ba bên trái đây, nhìn ở dưới đưa mắt lên, có người con gái đỡ ngôi nhà. Con nhìn thấy rõ? Dạ vâng, đúng ạ. Đúng rồi, có người con gái. Và người con gái là người giữ lửa trong gia đình.
Đấy là bộ nữ của chữ Hán và đội cái ngôi nhà. Đúng rồi, cái keo ấy nhà, cái keo nhà. Là bộ miên, tức là mái nhà. Nhà nho rất khiêm tốn. À, chữ am này nghĩa rất rộng, nhưng tại đây cô dịch là ngôi nhà nhỏ. Nhà nho rất khiêm tốn, dạy con cháu trong ngôi nhà nhỏ này giữ nề nếp gia phong của dòng họ. Đấy. Nhà nước là có quốc pháp, gia đình có gia phong. Roi, roi. Roi này 300 năm bằng cây trúc. 300 năm. Bằng cây trúc 300 năm. Gia phong giàu. Cháu vừa nhìn cháu thấy cổ rồi. Đây là gậy ba tong của cụ cũng gần 300 năm. Cụ cho người lấy về tự tay cụ uốn hình đầu con rắn. Nhà quan không làm đầu rồng, sợ mắc tội khi quân. Nhà quan chỉ làm đầu rắn. Đây là ghế của cụ đây. Sập này của cụ, còn cụ nhà cô là ngồi ban giữa ở ảnh khảm trai, mặc khảm áo quan văn đấy, cụ mặc áo quan văn. Và hình đây, cụ khảm trai đấy, đẹp quá nhỉ. Hai đầu võng tương đương với bằng tiến sĩ ngày nay, bên này một chiếc, bên kia một chiếc. Khi cụ đỗ tiến sĩ được vua ban võng, mắc dây võng vào đây, xỏ đòn kiêng và có lính thiệu cụ về làng dinh quy bái tổ. Bình dự quá nhỉ, để lại muôn đời cho con cháu. Đây là bút tích của cụ nhà cô. Cứ mỗi mùa xuân đến, cụ nhà cô viết một bài thơ. Đây chữ cụ nhà cô đây, để dán lên đây để chúc Tết gia đình con cháu. Nội dung bài thơ cô đọc: Xuân tiêu nhất khắc chị thiên kim. Thiên kim nghĩa là vàng trời. Mỗi khoảnh khắc mùa xuân đáng giá ngàn vàng. Trong mùa xuân này có hoa nở, có chim ca, con cháu ngồi quây quần đầy nhà nghe cụ chúc Tết. Hai bên là hai vế đối, cụ dạy con cháu nhà cô: chị gia hữu đạo duy tòng cổ. Con cháu học đạo nho tại nhà, xử thế vô kỳ đãn xuất chân. Con cháu ra bên ngoài học cách ứng xử văn hóa bên ngoài. Đấy là vài nét về cụ đốc học nhà cô. Vâng, quá tuyệt vời, cảm ơn cô nhá. Hay quá nhỉ. Yeah.